Chào ông ơi, mình là Trung bên kênh Cần Câu Nhật Bản nhiều người. Hôm nay tiếp tục quay cần câu. Cho người xem lửa mua nhá. Đây. Đầu tiên là mình có một cái cần Daiwa. Cần Daiwa 2 khúc. Đây. À, khoan mấy nằm nha mọi người, khoan mấy nằm. Khoan mấy nằm. Cái cần này thì cứng 50. Cứng 50 dài 2,7. Cái cần này lua ngon nha mọi người. Lua ngon. Đây. Cứng 50 dài 2,7. Ok. Daiwa. Đây qua này, cây này nhà máy Korea xuất Nhật nha mọi người. Hàn Quốc xuất Nhật. Đấy, cứng 50 dài 2,7. Đấy. Khoan bát còn ok hết nha mọi người. Khoan bát còn ok, cái cần này còn đẹp luôn. Đấy, nhiều người xem này. Đấy. Như chỗ này là keo viết rồi dính về mùi rửa đi thôi. Đấy. Cần rất là đẹp nha. Đấy. Đây. Đọt cứng 50 nhá. Cái này lua phê luôn. Mấy năm nha mọi người. Đấy. Cứng 50 dài 2,7. Cái cần này dài 2,7 thu vào là 1,41 m. Đọt của nó là 2,6 ly, cân nặng là 380 g. 380 g nha mọi người. Đấy. Cái cần này cần số 1. Số 1. Cái cần này 1,2 triệu. Số 1 1,2 triệu nha mọi người. Số 2 là một cây cần 3 khúc. Cần 3 khúc đây, ghi luôn thông số đây. Là cứng 60. Dài 3,3 m. Cây cần này của NFT nha mọi người, NFT. Đây, NFT Power Loop nhá, Power Loop chất liệu carbon nha mọi người. Đấy, carbon. Cây cần số 1 cũng carbon, cần này cũng carbon nhá. Đấy, 3 khúc này. Khoan đá còn ok. Đây. Bát Fuji đây. Đấy. Đây, Power Loop đây. Đấy, còn mấy ngang nha mọi người. Đấy, mình nói khoan mấy ngang. Đọt của nó này. Đó. Ok. Đọt của nó cứng đừ luôn. Đấy, cứng đừ luôn nha mọi người. Đấy. Đấy. Quang bát còn ok. Power Loop carbon. Đấy, rồi. Cái cần này dài 3,3 m, thu vào là 1,16 m, đọt là 2,3 ly, cân nặng là 260 g. 260 g nha mọi người. Đây này cây số 2. Số 2. 990 nghìn. Số 2 990 nghìn. Số 3 là một cây cần ISO. Đây, một cần ISO Suzumi Carbon nha mọi người. Suzumi Carbon. Đấy, đọt số 1 dài 5,3 m. Nguyên bản của nó là đọt số 1 dài 5,3 m. Đây. Và đọt. Đọt này nó bị gãy khoảng cỡ, nó bị mất một đoạn rồi nha mọi người. Hiện tại đo chỉ dài 5 m thôi. Đây. Lóng, hai lóng.
3 lóng, 4 lóng, 5 lóng, 5 lóng nha mọi người, ISO. Đấy, dàn khoan Fuji nhá, khoan Fuji đẹp nha mọi người. Đấy, bát Fuji Stanley LX6 này. Đấy, Suzumi đây, Suzumi đây nhé. Suzumi có cái gì nữa không? Thấy rồi. Đây, cái cần này dài hiện tại là 5 mét, thu vào là 1 mét, là 1 mét 2, đọt là 1 ly, cân nặng là 200 gram nha mọi người. 200 gram. Đây này, cái số 3. Số 3. Cây này 590 nghìn. Số 3 590 nghìn. Số 4. Số 4 là một cây cần ISO khoan lớn rồi ta. Đây, Daiwa nhé, Daiwa 3,5 mét, Daiwa 3,5 mét nha mọi người. Đấy, cây này máy in Việt Nam, xuất Nhật xong rồi hàng bãi về, bãi Nhật về Việt Nam lại. Đấy, đây, cái này keo dính thôi chứ không có gì nhé, về người vệ sinh đi đâu. Đấy, bát này, bát lặn nhé. Khoan của nó đây, khoan của nó thì theo như mình thấy á, là cái cần này nó bị đây, bị tụt đầu bu hay bị gãy đầu bu gì đó, người ta thay rồi, bị tụt đầu bu, bị gãy đầu bu gì đó, nó rớt 2-3 cái khoan gì đó, người ta thay khoan với thay đầu bu rồi nha mọi người, thay khoan với thay đầu bu rồi, nhưng mà đều là đồ Fuji nhé. Cái này là Fuji khoan đen này, cái này Fuji khoan trắng này. Ok. Đấy, chỗ này nứt tí này. Rồi, còn lại mình thấy là ok đó. Đấy, không ảnh hưởng gì nhé. Đấy, 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng nha mọi người, 4 lóng tất cả. Đây, cái cần này dài 3,5 mét, thu vào là 1 mét, đột là 2,3 ly, cân nặng là 240 gram. 240 gram. Và cây này là cây số 4. Số 4. Số 4. Cây này 630 nghìn. Số 4, 630 nghìn. Số 5 là một cây cần Shimano Carbon Holiday Spring, cứng 15, dài 3,6 m. À, cái cần này bể mất cái nắp vặn chân cần nè, chất liệu carbon mọi người, nãy giờ đều là chất liệu carbon hết, cần chất liệu carbon hết. Bát Fuji FX7. Đây, dàn khoan của nó. Đây,
khoan của nó. Nhìn hơi cũ cũ nhưng mà ok hết, khoan đầu bu hơi cũ cũ nhưng mà đều ok hết nha mọi người. Đây, hơi bị lạc bạc thôi xíu chứ không sao cả. Đây. Đây. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng. Đây. Cần này dài 3m6, thu vào 1m, độc là 2,9 ly, cân nặng là 200g. Cái cần này thì chỉ có một cái lỗi là bị mắc cái nắp vặn chân cần thôi, mắc cái nắp vặn chân cần thôi. Về mọi người kiếm nắp vặn vô hoặc là kiếm lấy cái nắp chai vặn vào hoặc nắp xu thì nó chế vào được, rất là đơn giản à. Đấy. Cái này cây số 5. Số 5. Cây này 620.000. Số 5 620.000 nha mọi người. Số 6. Số 6 là một cây cần Nixing nè. Cần Nixing. Đấy. Carbon Nixing nha mọi người. Đây thì cần dài 4m2 nè. Đấy. Cần này câu lục hay bạc bãi gì cũng được mọi người. 4m2 thì câu lục hay bạc bãi gì cũng được. Đây, dàn khoan của nó. Khoan Fuji, đầu bu Fuji nhá. Đấy. Khoan Fuji, đầu bu Fuji. Còn ok cả. Còn ok cả. Đấy. Thì cái này hơi bị tụt keo luôn này. Về mọi người bỏ vào cái dán keo lại thôi. Đấy, hơi bị tụt keo này, khô keo tụt lên nè. Nhát vào tí nữa cái dán keo lại là ok nhá. Đấy. Đọc cứng đự luôn. Đây, một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng nha mọi người. Đây. Rồi thế này thẳng tắp luôn, 42 mà dơ ra là thấy thẳng tắp. Cứng ngắc à. Đấy. Ok. Mixing carbon. Cây cần này dài 4m2, thu vào là 1m, đột là 2,5 ly, cân nặng là 400g. Ok. Cái này cây số 6. Số 6. Cái này số 6 720.000. Số 6 720.000 nha mọi người. Số 7. Số 7, một cây cần carbon 5m4. Cây cần này là cần tay máy phụ nha mọi người, cần tay máy phụ Bass Fuji FS6. Cần tay máy phụ hay còn gọi là cần tay trợ máy. Đấy. Khoan của nó này. Đấy, để mình coi từng cái khoan xem có khoan nào hư không. Đấy, một lóng luôn. Hai lóng, thứ ba, lóng thứ tư, lóng thứ năm, sáu lóng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sáu lóng không có khoan nào hư hết, ngon luôn, cái cần này khá là mới luôn, đấy, mày nắp đại, ok, Bass Fuji FX6 nhá. Cần này dài 5m4, thu vào là 1m02, độc là 0,7 ly, cân nặng là 180g nhé, 180g. Đấy. Cái cần này cần số 7. Số 7. Cái cần này 790.000. 790.000 nha mọi người. Số 8 là một cây cần Eco Club
dài 2,4 m, chất liệu carbon nha mọi người, chất liệu carbon bát Fuji FS6 đấy, khoan đấy. Khoan Fuji ok nha mọi người, khoan Fuji ok luôn này, đọc này ok, một lóng, hai lóng, ba lóng nha, ba lóng tất cả. Cái 2,4 m này theo như mình thấy thì 2,4 m này lua được á, lua được luôn nha mọi người, 2,4 m này lua được á, 2,4 m này lua tốt này, thân gọn nha mọi người, cần rút nhưng mà rút này lua được nhá. Đây, ok, thân rất là gọn này, mọi người nhìn cái thân của nó này đấy, cần này rất là nhẹ, có 140 g à, dài 2,4 m này, thu vào là 91 cm, đọt là 2,1 ly, cân nặng là 140 g. Cái này theo mình thấy thì có thể lua được nhẹ mà. Số 8. Số 8. Cây này 460 nghìn. Số 8 460 nghìn. Số 9 tiếp tục một cây cần carbon đấy, bát Fuji này đấy. Cần carbon mọi người thấy sần 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 như da cá không, dễ sợ. Carbon đây, cây này thì nó thu vào có 83 cm thôi mọi người, nó là dạng là bán mini ấy. Đấy này, dạng khoan của nó Fuji nhá, đây khoan này bị đứt này, về một lòng người dán KOB vào đây, không thích thì mọi người thay được một dán KOB xài bình thường nha mọi người. Đấy, ok, cây này chỉ có là đầu bu nó bị mắc đá nó hư rồi, về thay cái đầu bu đi, về thay đầu bu đi nhé. Đấy, đọt của nó này khá là cứng nha mọi người. Đấy, một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, 5 lóng. Ok. Đó. Cần này dài 3,6 m, thu vào là 83 cm, đọt là 2 ly, cân nặng là 260 g. 260 g. Được rồi. Đây. Thì chỗ này ta. Có cái hãng của nó đây mà mờ mất rồi. Đây. Đây này. Cứng 50 dài 36, cứng 50 dài 36, cứng 50 dài 36 súp. Cái này đi bạc bãi vẫn được nè, cứng 50 là được rồi. Bạc bãi thì 30 đến 50 là được rồi. Đấy, 36, ok. Đấy. Cần này cần số mấy ta? Số 9. Cần số 9. Cái cần này 740 nghìn. Số 9 740 nghìn. Số 10. Đây, một cây cần súp, cần súp Olympic nha mọi người, cần súp Olympic này, carbon nhá, Olympic carbon, bát Fuji đây, này, cứng 30 dài 27, đấy, dòng Century Seal Filter, đấy, ok, đấy, cái này ngoại hình còn rất là đẹp này, carbon kiểu da cá này, vảy này, đang mắc cá đấy, đây. Khoan đầu bu,
Khoan đầu bu còn ok nha mọi người. Khoan đầu bu còn ok. Đây, đầu. Cái cần này theo mình thấy là nó bị đột, nó bị hạ xuống 20 phân rồi nha mọi người. Đột bị hạ xuống 20 phân rồi. Đấy, đột bị hạ xuống 20 phân rồi. Với lại cái đầu bu này, cái đầu bu này, chỗ này nó bị bung lên này. Về mọi người, chỗ này á đang chéo dây nhựa từ đây qua đây rồi vòng lên đây, đang chéo qua đây. Đang chéo qua đây nha. Rất là đẹp. Đang chéo xong nhỏ keo lại là giữ nguyên cái đầu bu này đẹp luôn. Không thiết phải thay đâu mọi người. Này đơn giản là cột như thế này. Rất là kỹ nhé. Ok. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng nhé. 4 lóng tất cả. Cần này đáng ra 27 nhưng mà nó bị gãy đầu 20 phân. Đấy, gãy đầu 20 phân. Thành ra giờ nó chỉ còn 2 mét rưỡi thôi. 2 mét rưỡi này, thu vào 81 cm. Đột là 3 ly, cân nặng là 200 g. 200 g, cái này cái số 10. Cái này rồi. Cái này mình bán 690. 690. Số 11. Số 11 là một cây cần Daiwa. Đây nha mọi người, Daiwa. Cần Daiwa. Cần này cũng dạng khủng này, bán mini khủng này. Cần này nó thu vào chỉ có là 70 cm thôi mọi người. Thu vào như thế này 70 cm thôi. Đấy, 70 cm. Đấy. Cần này độ cứng 50, dài 3 m này. Power mic. Này, nhìn ngoại hình của nó đã chưa? Ok. Carbon Swicker Power mic. Cần nó thấy phê rồi. Đây, cho mọi người xem dòng khoan nhé. Khoan Fuji màu đen nha mọi người. Đây, như cái chỗ này đứt này. Chỗ này cũng có cái đứt này. Đấy, hai cái khoan đấy là có nước đứt nha mọi người. Về mọi người gia công keo vào đó hoặc là thay thì tùy mọi người nhé. Đấy, hai lỗ đấy. Đá này như titan đó, bóng loáng luôn. Đấy, này, đấy, cứng 50, dài 3 m, 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng nha mọi người, 5 lóng. Cần dài 3 m, thu vào 70 cm, đột là 2 ly, cân nặng là 340 g. 340 g nhé. Cây này cây số 11. Cây này 850 nghìn. 11, 850 nghìn. Mười hai, tiếp theo một cây cần Olympic. Olympic này cứng 20, dài 3 m. Olympic cứng 20, dài 3 m. Cây cần này là cây cần chất liệu phíp nha mọi người. Nãy giờ 11 cây cần trước là chất liệu carbon, cây cần này là chất liệu phíp nhé. Đây, cứng 30, cứng 20, dài 3 m. Dàn khoan của nó
ok. Đấy. Đọc này. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng. Năm lóng nha mọi người. Cây cần dài 3 mét, thu vào là 70 cm, đột là 1,6 ly, cân nặng là 260 gram. 260 gram. Cây cần này cây cần số 12 12 nha mọi người. 12 12 cây cần này 201 201 nha mọi người. Số 13 13 tiếp tục là một cây cần 3m3 này. Cần này câu lục hay bạc bãi gì cũng được, câu lục hay bạc bãi gì cũng được nha mọi người. Khoan này, dàn khoan Fuji. Đấy, dàn khoan Fuji nhé. Cái cần này chất liệu phíp nha mọi người, chất liệu là phíp. Phíp nha. Đây. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng. Chất liệu phíp. Bát Fuji FX7 nhé. Ok. Đây. Bốn lóng mà. Rồi. Cái cần này dài 3m3, thu vào là 98 cm, độc là 2,8 ly, cân nặng là 340 gram. 340 gram. Cái cần này cần số 13. 13. Cái cần này 290 nghìn. 290 nghìn nha mọi người. Số 14 14 là một cây cần Shimano. Cần Shimano. Cần mini Shimano nha mọi người. Cần mini Shimano. Đấy. Cây cần mini Shimano, chất liệu carbon. Đấy, Shimano. Bát Fuji này. Dàn khoan của nó. Đây, cái này thì hơi nghiêng nghiêng, mọi người phải chỉnh lại thật trái. Dàn khoan Fuji nha mọi người. Đây, khoan Fuji này. Đầu bu nó co quặp lại. Đó, đây. Đấy. Ủa. Ừ, nhìn đã. Nó khoan, có cái khoan dưới này nó không đồng bộ với so với khoan trên này. Biết vì sao? Là thay hay như thế nào đó mình cũng không rõ, nhưng mà thấy cái khoan dưới này với trên này nó có vẻ không đồng bộ này. Đấy. Ok. Đây. Nó ghi là cứng 10 dài 2m7. Cứng 10 dài 2m7 đây. Cây này Shimano China xuất Nhật nha mọi người, China xuất Nhật. Đấy, hàng mình là hàng bãi Nhật. Lóng này, hai lóng này, ba này, bốn này, năm này, sáu này, bảy, tám, chín lóng tất cả nha mọi người, chín lóng tất cả. Đấy, cái cần này ngoại hình còn khá là đẹp nhé. Cái cần này là cần số 14. Số 14 nha mọi người. 14. Cây cần này 400. 14, 400. Số 15. Đây. Cái này cực đẹp đây. Số 15 là một cây cần tay ráp khúc, cần tay ráp khúc dạng bán mini. Cần này thân nhỏ này mọi người, thân nhỏ. Thu vào của nó thì một lóng thu vào của nó gọn á chỉ có 78 cm thôi. Đây, như cái này là dính keo nhé, dính keo về mọi người vệ sinh đi.
đây này, keo rồi nó dính lụm cào nó lần rồi này, đây dính keo nhé, đấy keo lên này, keo rồi dính lụm rồi. Đây cây cần này cần tay ráp khúc có 4 khúc nha mọi người, 4 khúc đấy, cần tay ráp khúc nó có 4 khúc độc của nó đây, cần tay ráp khúc đây, cần tay ráp khúc giả trúc này nha mọi người, giả trúc nữa này, cần tay ráp khúc mà giả trúc nữa. À đây thì à, cần tay ráp khúc giả trúc, cái cần này chất liệu carbon nha mọi người, chất liệu carbon đấy. Đấy. Cần này dài 2m8 2m7 gì đấy 2m8, thu vào là 78 cm, đọt là 0,8 ly, cân nặng là 60 gram, rất là nhẹ nha mọi người, rất là nhẹ. Cái cần này cần số 15 15. Cây cần này 470.000. 470.000 nha mọi người. Rồi. Hôm nay là 15 cây cần này. Kết thúc video ngày hôm nay của mình nhé. Mọi người mua hàng thì vui lòng điện thoại trực tiếp tới số điện thoại bán hàng giúp mình. Số điện thoại bán hàng là 0786555599, mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Mọi người mua hàng thì vui lòng trước khi nhận hàng phải kiểm tra hàng kỹ lưỡng xem có bị sai sót gì so với trên video hay không, hoặc là bị bể vỡ gãy nứt gì trong quá trình vận chuyển hay không nha mọi người. Có gì thì báo cho bên mình ngay trước khi nhận hàng để cho bên mình giải quyết luôn. Mình sẽ không giải quyết những trường hợp mà đã để cho đơn hàng nó đã phát thành công ok rồi, mình sẽ không giải quyết nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều.